Mình chúc anh em chúng ta nhiều sức khỏe nha. Hôm nay mình có cái trò này khá thú vị, mình mời anh em thưởng thức âm thanh. Đây mình có hai cái đài của hai thương hiệu, mình sẽ test âm. Mình sử dụng cái băng ca sĩ Chế Linh này. Mình nghe từng con một xem cái nào nó hay hơn. Rồi, từ trên này là con Sharp QT88, một trong những cái đài cổ mà được anh em rất là săn đón. Nó cực kỳ đẹp và âm thanh rất tốt nha. Con dưới này thì con rất là hiếm này. Con này là con của dòng Pioneer SK900. Dòng này không có nhiều trên thị trường đâu. Hình thức thì nó bự hơn cái con QT trên này. Đó. Anh em có thể quan sát là con Pioneer nó to và nó nặng hơn rất là nhiều. Và về âm thanh thì chưa biết con nào hơn ha. Bây giờ mình mời anh em thưởng thức cái con QT88 trước. Sau đó mình sẽ nghe con Pioneer bên dưới sau. Anh em nghe hay thì đừng quên đăng ký kênh của mình để nhận clip mới nha. Ngờ đâu
thương quá là thương khi nắng ngả về chiều nhìn đôi áo tôi tu về dị vãng như vẫn còn trông thấy em mặc lệ tơ hồng. Rồi mình chuyển qua ngay con bên dưới hàng nhâm hàng. Con dưới này nó có một cái rất hay. Anh em thấy cái dãy số ở đây là cộng và trừ. Nó có thể qua bài được giống như CD. Ví dụ anh em muốn lui bài thì anh em bấm trừ. Còn muốn cộng bài thì anh em bấm cộng. Để công bằng thì bây giờ mình sẽ tua lại cái đoạn không. Tức là cái đoạn mà cái đài 88 hát. Và mình sẽ test trên đài này. Nó sẽ tự dừng và nó tự chạy đúng cái khúc mà mình nghe cái đài trên luôn. Rất là tuyệt vời, một cái tính năng rất là hay. Tôi nghèo em cũng chẳng cao sang, tay chẳng cùng nhau dệt mộng vàng. Hôn lễ nghèo nàn em chỉ ước cặp áo theo hoa khỏi bẻ bàng. Tôi với nàng hai đứa nguyện yêu nhau tha thiết từ đây cho đến ngày bạc đầu. Nhận cười em cũng tặng tôi khăn hồng theo cành hoa mai. Tôi vốn nghèo em cũng chẳng cao sang, tay trắng cùng nhau hai đứa dệt mộng vàng. Ngày hôn lễ em không đòi châu báu, mơ ước một áo theo để nhờ duyên đầu. Ngờ đâu dây đứt lìa đàn, nụ hoa đang thắm vội tàn. Bỏ đôi áo mới
nghe tiếng hàng thông reo thương quá là thường khi nắng ngả về chiều nhìn đôi còn trông thấy em mặc lệ tơ hồng ok anh em ha, nghe nó phê luôn. Thì đó là những cái gì trong clip này mình muốn mời anh em thưởng thức chất âm. Anh em thấy cái nào hay hơn, ok hơn thì anh em cứ bình luận comment cho mình ở bên dưới ha. Chúc anh em mình nhiều sức khỏe. Xin cảm ơn.